Béo Ăn, sức khỏe là cuộc sống. Bạn là hơi nước dạng đứng Home Dick, thương hiệu nổi tiếng hàng đầu với dòng sản phẩm dành cho gia đình của Mỹ. Hạnh phúc đơn giản là chúng ta được chăm sóc những người mình yêu thương và được sử dụng những món đồ mà mình yêu thích. Tuy nhiên, trong cuộc sống hối hả ngày nay thì lại càng có ít thời gian hơn nữa dành cho những người phụ nữ năng động. Và đây chính là giải pháp của chúng tôi, bạn là hơi nước dạng đứng Home Dix. Đây là nhãn hiệu về dòng sản phẩm gia đình số 1 của Mỹ. Không chỉ giải phóng được sức lao động, giải phóng được thời gian cho những người phụ nữ mà đây sẽ còn mở ra một xu hướng mới về công việc chăm sóc gia đình cũng như là chăm sóc quần áo. Ngay lúc này thì Thu Hương đang có một chiếc áo cần được là ủi. Và Thu Hương sẽ thực hiện những thao tác để quý vị có thể thấy sử dụng bàn là hơi nước dạng đứng Home Dix đơn giản như thế nào. Chỉ cần một thao tác đơn giản là bật công tắc lên và chờ cho hơi nước nóng. Rất nhanh, bàn là đã nóng và hơi nước đã bốc lên, quý vị có thể thấy rất là rõ. Chính những hơi nước này sẽ tác động lên sợi vải, làm giãn nở sợi vải và giúp cho việc là ủi của chúng ta trở nên nhanh chóng, thuận tiện và rất dễ dàng. Chiếc váy mà Thu Hương đang là đây, quý vị có thể thấy là một chiếc váy với chất liệu ren. Và ngay cả những chất liệu khó như là ren hay lụa tơ tằm, chúng ta cũng không phải lo lắng về việc làm cháy vải hay là bóng vải như là khi chúng ta sử dụng những bản là nhiệt thông thường. Thời gian là ủi cũng sẽ rút ngắn đi, chúng ta chỉ còn khoảng một nửa thời gian so với dùng những chiếc bản là thông thường. Với những chất liệu khó hơn như là chất liệu dạ hay là len thì đã có những thiết bị đi kèm như thế này hỗ trợ cho việc là ủi của quý vị hoàn toàn thuận tiện mà không bao giờ phải lo lắng trong việc là làm hỏng chất liệu của quần áo cả. Về chi phí thì sao? Chắc hẳn ngay lúc này thì quý vị đã bắt đầu thắc mắc về chi phí của chiếc bàn là hơi nước dạng đứng Home Dix này rồi. Chỉ với hơn 1 triệu đồng thôi, quý vị sẽ có một chiếc bàn là hơi nước vừa tiện lợi vừa tiết kiệm thời gian trong công việc gia đình như thế này. Không chỉ là bàn là mà đây còn là một giải pháp giải phóng bản thân. Tại sao quý vị lại không nhanh tay sở hữu cho mình một chiếc bàn là hơi nước dạng đứng Home Dix nhỉ? Chúng ta sẽ vừa có những thời gian để chăm sóc cho bản thân mà còn chăm sóc cho gia đình tốt hơn nữa. Kèo Ăn, sức khỏe là cuộc sống.